Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Trong những pha thí quân hay nhất mọi thời đại, chúng ta đã được chứng kiến những ván cờ mà các cao thủ vừa ra quân đã thí hậu, thí xe, tấn công rất là quyết liệt. Thế nhưng việc phế bỏ hậu ngay trong khai cuộc trước một vua cờ tương lai đang đạt phong độ cao là điều chưa từng xảy ra. Và người dám làm chuyện này chỉ có thể là huyền thoại Garry Kasparov. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa hai vị vua cờ Vladimir Kramnik và Garry Kasparov tại giải cờ vua Intel World Chess Express Challenger 1994 nhé. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất cùng những tuyệt chiêu hay nhất. Đối đầu với kỳ thủ được coi là mạnh nhất mọi thời đại, Kramnik tung tuyệt chiêu của mình để khởi đầu ván cờ bằng nước tốt D4. Kasparov nhanh chóng đáp trả bằng nước mã F6. Trắng mạnh mẽ dâng tốt C4, chiếm lĩnh trung tâm. Đen đẩy tốt G6, đúc lô cốt cho tượng lên G7, kiểm soát đường chéo chiến lược A1, H8. Trắng triển khai mã lên C3, nhanh chóng đưa quân ra kiểm soát trung tâm. Đen theo kế hoạch đưa tượng lên G7, chĩa về phía trung tâm. Thấy Kasparov nhường trung tâm, trắng mạnh mẽ dâng tốt E4, tạo thành bộ ba tốt E4, D4, C4, dàn hàng ngang chiếm lĩnh trung tâm. Đen đẩy tốt D6, triển khai phòng thủ Ấn Độ cổ để đối phó với vua cờ thứ 14. Ở Việt Nam thì để đối phó với phòng thủ Ấn Độ cổ, các cao thủ thường sử dụng hệ thống Gemis với nước cờ F3, triển khai nhập thành trái chiều, đánh nhau rất là quyết liệt. Tuy nhiên thì đối phó với vua cờ có lối chơi tấn công tàn bạo nhất mọi thời đại và cũng chính là người thầy của mình, Kramnik không dám sử dụng hệ thống Gemis mà đành triển khai mã lên F3, cố gắng làm giảm độ phức tạp của thế cờ. Sau khi đã phát triển hết các quân nhẹ bên cánh vua, đen nhanh chóng nhập thành, đưa vua vào vùng an toàn, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Trắng phát triển tượng lên E2, đen vừa yên vị vua, đã hùng hổ dâng tốt E5, phản công vào trung tâm. Không muốn giao chiến, trắng tiến tốt sang D5, khóa trung tâm lại. Trong phòng thủ Ấn Độ cổ thì khi nhập thành gần, lối chơi cơ bản của trắng sẽ là dâng cao các tốt B, C, đột phá để mở cuộc tấn công bên cánh hậu. Do đó mà đen đã đẩy tốt A5, làm chậm nhịp độ tấn công cánh hậu của trắng. Trắng triển khai tượng lên G5, tung đòn giằng, ghim chặt mã, không cho di chuyển. Khó chịu khi bị giằng, đen đẩy tốt H6, đuổi tượng trắng chạy về H4. Ở đây thì đen có thể đẩy tiếp tốt lên G5, tống cổ tượng trắng về G3. Tuy nhiên thì lối chơi của Kasparov thiên về chủ động, tích cực quân. Ông sẽ không tấn công nếu như các quân còn lại còn nằm ở nhà. Chính vì vậy mà Kasparov đã phát triển mã lên A6, chuẩn bị di chuyển lên C5, uy hiếp tốt E4. Kasparov là vị vua cờ thứ 13 sau khi đánh bại người tiền nhiệm Anatoly Karpov trong một trận đấu kinh điển của làng cờ thế giới, kéo dài 6 tháng với 48 trận bất phân thắng bại, và FIDE đã phải hủy để tổ chức đấu lại. Ông thống trị làng cờ thế giới suốt 20 năm và giải nghệ năm 2005 vì cảm thấy không có đối thủ xứng tầm. Với Elo đạt được lên tới 2.856, vượt trội so với phần còn lại của thế giới, Kasparov xứng đáng là kỳ thủ mạnh nhất mọi thời đại. Ngoài ra thì Kasparov lại chính là người thầy đã đào tạo ra hai nhà vô địch thế giới xuất sắc sau đó là Vladimir Kramnik và Manu Kassel. Trở lại ván cờ, đã quá hiểu ông thầy, luôn có những pha tấn công rất là khó lường. Kramnik không dám nấn ná để vua lâu ở giữa bàn cờ, liền mau chóng nhập thành, di chuyển vua vào góc. Đen lên tượng D7, hoàn thành việc phát triển các quân nhẹ. Bị mã và tốt đen phong tỏa cánh hậu, trắng bèn lùi mã về D2, chuẩn bị dâng tốt F4, đột kích cánh vua. Đen theo kế hoạch tung mã lên C5, gia tăng áp lực lên tốt E4. Trắng đẩy tốt B3, tạm thời củng cố mặt trận cánh hậu. Thông thường thì ở đây đen sẽ qua hậu E8 để tránh đường giằng, rồi chuẩn bị dâng cao các tốt F, G, H,
mở mặt trận tấn công cánh vua. Tuy nhiên thì những ai thường xem Kasparov thi đấu sẽ thấy ông thường xuyên tìm cách phức tạp hóa thế cờ, tạo ra thế tấn công, cho dù có phải thí quân hay là cầm quân đen. Và trước một cao thủ lừng lẫy như Kramnik cũng không tránh khỏi ngoại lệ. Kasparov bất ngờ ăn mã với E4, phế hậu để ra đòn. Thật không thể tin nổi khi các bạn, toàn bộ khán giả và các chuyên gia đang xem trực tiếp trận đấu này đều phải há hốc mồm. Trên bàn cờ thì tưởng mình hoa mắt, Kramnik đã đưa tay lên dụi mắt mấy lần, nhưng đây lại là sự thật 100% thưa các bạn. Bao nhiêu năm được sư phụ huấn luyện, anh chưa bao giờ từng thấy Kasparov đề cập đến phương án này. Có lẽ nào ông thầy lại giấu bài anh. Sau khoảng một tiếng suy nghĩ, thấy không có vấn đề gì to tát, có lẽ ông thầy hôm nay bị ngáo, Kramnik tự tin ăn tượng vào D8. Nước đi này không nằm ngoài toan tính của Kasparov. Không chậm trễ, nên ăn mã vào C3 tấn công hậu. Trắng buộc lòng phải chạy hậu sang E1, tránh đòn và bảo vệ tượng. Lúc này thì đen mới ăn xe sang D8. Mã, tượng, tốt, đổi một hậu. Có vẻ như trắng đã quá lời. Tuy nhiên nếu xét về vị trí đứng của các quân, đen lại khá tích cực với cặp mã đóng ở các cứ điểm chiến lược. Tượng G7 thì khống chế đường chéo lớn A1-H8. Tượng D7 sẵn sàng lên F5, dằn mặt xe trắng. Trong khi toàn bộ các quân trắng từ hậu đến hai xe, tượng và mã hầu như đều bị khống chế, rất khó triển khai. Trở lại với diễn biến của ván cờ, bí nước, trắng qua xe C1 bắt mã. Thấy trắng bỏ tốt, nên ăn mã vào A2 tấn công xe, bùng kêu. Mình xin. Trắng lại chạy xe sang A1 bắt mã. Sau khi chén thêm được một em tốt, đen chuyển hướng chạy mã về B4. Đe dọa sẽ nhảy vào C2 tấn công đôi hậu và xe. Thấy nguy, trắng lùi tượng về D1 bảo vệ ô C2. Lúc này thì Kasparov đã nắm được thế chủ động, nên tự tin thúc tốt tràn sang E4, mở toang đường chéo lớn cho tượng tấn công xe. Trắng chạy xe sang B1 tránh đòn. Đen triển khai xe qua E8 bảo vệ tốt trung tâm. Trắng tiến hậu lên E3 để phòng đen đưa tượng lên D4 rồi ủn tốt xuống E3 đột phá. Đen dâng tốt F5, quyết tiến đánh bên cánh vua. Thấy nguy, trắng đẩy tốt H4, cố gắng ngăn chặn kế hoạch G5 F4 của vua cờ. Đen qua xe F8, quyết tâm tiến tốt sang F4 bằng mạo giá. Trắng đẩy tốt G3, cố gắng ngăn chặn tốt đen tiến sang. Đen huy động con xe còn lại sang E8, tập trung quân nặng ở trung tâm. Vladimir Kramnik là vị vua cờ thứ 14 của thế giới. Anh từng đánh bại chính người thầy của mình để đăng quang ngôi vua cờ vào năm 2000. Năm 2007, anh bị Anand cướp ngôi vua cờ sau 6 năm ở trên đỉnh. Hệ số Elo cao nhất mà Kramnik đạt được là 2817. Năm 2019, Kramnik tuyên bố giải nghệ khi bị căn bệnh viêm đốt sống hành hạ. Trở lại ván cờ, lúc này thì mã và tượng của trắng đều bị phong tỏa, không thể cựa quậy. Trong khi hai xe chỉ có thể di chuyển trong phạm vi hai ô là B1, C1 và E1, F1. Mà vẫn còn phải nơm nớp đề phòng đen nhảy mã và D3 để tấn công. Bí nước, trắng lên vua G2 chờ đợi. Đen nhảy mã vào D3 làm điểm tựa, chuẩn bị tung đòn phản công quyết định ở bên cánh vua. Theo chúng tôi thì ở đây trắng nên đẩy tốt B4, tí tốt để cởi trói cho mã lên B3, tích cực quân. Song trắng lại sợ mất thêm con tốt nữa nên đã qua xe G1. Không chậm trễ, nên thúc tốt tràn sang F4, nổ súng phát động chiến dịch tấn công tổng lực nhằm vào vua trắng. Trắng luống cuống ăn tốt lên F4. Ở đây trường hợp mà đen ăn mã lên F4 chiếu thì trắng sẽ chạy vua về H1, mở đường cho xe G1 phản công lại trên cột G. Tuy nhiên thì Kasparov không hổ danh là bậc thầy tấn công. Ông nhanh chóng ăn xe lên F4, tấn công con tốt H4. Trắng để tốt H5,
cố gắng bảo vệ tốt, nên để tốt G5. Có nhiều người cho rằng nên nên ăn xe và F2 chiếu. Lúc này thì trắng sẽ chạy vua về H1, nên để tốt G5 thì trắng sẽ lên tượng E2, đen lùi xe về F4 và đen vẫn chiếm ưu thế lớn. Tuy nhiên thì theo chúng tôi, đen có thể tiến xe lên E5, đe dọa sẽ qua xe G5 chiếu. Trắng chạy vua F1 thì đen chạy xuống tượng H3 chiếu, rồi sau đó sẽ ăn con xe ở G1 và trắng rất khó chống đỡ món đòn hiểm độc này. Trở lại ván cờ, thấy đen đang tấn công hùng hục nhưng vẫn tỏ ra thận trọng. Trắng liền đưa xe qua F1 để bảo vệ tốt F2. Đen sang xe H4, khống chế cột H, đe dọa đưa tượng vào H3 chiếu bắt xe. Cực chẳng đã, trắng qua xe H1 bảo vệ cột H. Thấy trắng đã có sự đề phòng nên lại qua xe F4 tấn công vào con tốt F2. Không để lãng phí thời gian, trắng nhanh chóng qua xe F1 để bảo vệ lại. Nếu mà cứ lặp đi lặp lại liên tục nước đi này thì ván cờ sẽ kết thúc hòa. Do đó thì Kasparov đã chuyển hướng, đưa xe qua F8, chồng xe uy hiếp vào tốt F2. Thấy nguy, trắng bèn đẩy tốt F3. Ở vị trí này thì trắng có đến 5 quân bảo vệ nên hoàn toàn có thể yên tâm. Thế nhưng một lần nữa, đen lại chạy xe sang H4, tiếp tục đe dọa tiến tượng vào H3, tung đòn xiên bắt chết xe. Ở đây trường hợp mà trắng tưởng như lúc nãy sang xe H1 phòng thủ, đen sẽ ăn tốt vào F3 chiếu. Trắng ăn tượng lên F3 thì đen sẽ phi tượng lên E5 tấn công hậu. Trắng chạy hậu xuống E7 thì đen sẽ nhảy mã F4 chiếu. Trắng chạy vua lên G3 thì đen sẽ lùi tượng với E5, đe dọa tung đòn chiếu mở bắt hậu. Trắng chạy vua về F2 thì đen sẽ ăn xe vào H1. Trắng ăn xe sang H1 thì đen sẽ qua xe E8 bắt chết hậu, và đen sẽ chiến thắng dễ dàng khi lực lượng của đen áp đảo về quân số. Trở lại ván cờ, không thể phòng thủ thụ động mãi được, trắng liền liều lĩnh ăn tốt lên E4. Chỉ chờ có thế, đen nhảy mã F4 chiếu. Nếu mà trắng chạy vua lên G3 thì đen chạy xuống xe H3, tung đòn xiên bắt chết hậu. Cực chẳng đã, trắng lại phải chạy vua về G1. Đen tiếp tục tung mã vào D3, đưa thêm chiến mã vào trận để tấn công. Trường hợp mà trắng nhảy mã F3 bắt xe thì đen chạy xuống xe H3 rằng, đe dọa đẩy tốt G4. Trắng chạy hậu xuống A7, thoát ra khỏi đường rằng thì đen sẽ đẩy tốt G4 bắt mã. Trắng chạy mã lên D4 thì đen sẽ đẩy tốt B6, chia cắt hậu và mã cho con tượng G7 uy hiếp mã D4. Trắng chạy mã về E2 thì đen sẽ ăn mã vào E2 chiếu. Trắng ăn tượng với E2 thì đen sẽ phi tượng lên D4 chiếu. Trắng chạy vua lên G2 thì đen sẽ tiến xe xuống F3, đút xe vào mồm trắng bắt phải ăn. Nếu không ăn thì sẽ bị đen sang xe G3 chiếu hết. Còn nếu mà trắng ăn tượng lên F3 thì cũng bị đen lùi mã về F4 chiếu hết ngay. Trở lại ván cờ, trước một thế trận tấn công như vũ bão của đen, trắng liền đẩy tốt E5, sẵn sàng hy sinh tốt để làm chậm bước tiến của con tượng G7. Đen ăn mã về E5, trắng qua xe C1, đen lao xe xuống H3 tấn công hậu. Nếu mà trắng chạy hậu lên E4 thì sẽ bị tượng đen lên F5 truy sát. Chạy hậu về E1 thì lại bị mã D3 tấn công đôi hậu và xe. Còn nếu mà chạy hậu xuống A7 thì lại bị đen đẩy tốt G4, sau đó sẽ đẩy tốt B6 bịt đường bảo vệ của hậu, rồi đưa tượng lên D4 chiếu, khiến cho trắng khó lòng mà chống đỡ. Do đó thì trắng đã liều mạng nhảy mã lên F3 để che chắn. Thế mã trắng đã chui đầu vào dọ, đen thúc tốt tràn sang G4, tận dụng đòn rằng để bắt mã. Bị dồn ép vào đường cùng, trắng liều lĩnh bỏ lại hậu để ăn mã với E5, hòng phá vỡ thế tấn công của đen. Không chậm trễ, đen ăn xe sang E3, trắng ăn mã vào D7 tấn công xe. Đen nhảy mã vào H3 chiếu, trắng chạy vua lên G2. Đen nhanh chóng ăn xe vào F1, trắng ăn vua với F1.
Đến đây thì với bản năng sát thủ khiến cả thế giới phải khiếp sợ, Kasparov lạnh lùng thúc tốt tiến xuống g3. Và với việc mã đen có thể về f4 khống chế ô g2, tượng đen có thể lên d4 khống chế ô g1, thì con đường tiến xuống phong cấp của tốt đen có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo bản năng, trắng xông vua lên g2 chặn đường xuống của tốt. Chỉ cho có thế, đen giật mã với f4 chiếu. Đến đây thì biết không còn cơ hội chống đỡ, Kramnik đành phải giơ hai tay xin hàng để tránh khỏi bị ăn hành. Trường hợp mà trắng chầy cối chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.